Vâng, như vậy là đội tuyển Pháp đã giành thắng lợi trước đội tuyển Áo với tỷ số 1-0 bằng một pha đốt ở lưới nhà của tuyển thủ mang áo số 2 của đội tuyển Áo. Vâng, hình ảnh khép lại với những cái giọt máu có thể nói là chảy đầy người cầu thủ Mbappé. Thật là chúc mừng đội tuyển Pháp. Chào mừng quý vị đến với chương trình Euro 2024. Như vậy đội tuyển Pháp đã có trận màn ra quân hết sức thành công khi trận thắng lợi trước đội tuyển Áo với tỷ số 1-0 bằng pha đốt lưới nhà của tuyển thủ mang áo số 2 của đội tuyển Áo. Vâng, xin chúc mừng đội tuyển Pháp và chúc mừng huấn luyện viên De Slav. Còn đội tuyển Slovakia đã đánh bại đội tuyển Bỉ với tỷ số 1-0. Có thể nói là một trận đấu mà tuyển thủ Lukaku của đội tuyển Bỉ dở khóc dở cười với hai bàn thắng nhưng không được công nhận. Vâng, pha đầu tiên thì là ở vào thế lượt Bỉ và pha thứ hai thì đồng đội đã để bóng chạm tay. Xin chia buồn với đội tuyển Bỉ và chúc mừng các cầu thủ Slovakia. Người lương thiện thì hãy nhìn về ánh sáng và mặt trời. Nơi đó là nguồn năng lượng vô giá giúp cho con người chúng ta tận diệt được những điều xấu xa, những điều mà trong thâm tâm con người chúng ta lúc mới sinh ra không hiện hữu. Và cuộc sống là một sự tẩy rửa để con người chúng ta sạch sẽ hơn, thơm tho hơn. A Di Đà Phật đi từ Bắc chí Nam và từ Nam chí Bắc. Bàn chân trần Thích Minh Tuệ như dạy cho chúng ta muôn vàn những điều đời là bể khổ. Cuộc đời là vô thường và vô ngã, dòng đời là như thế. Người người ôm lấy Ngài Thích Minh Tuệ trong vẻ của nụ cười tươi, chào đón Ngài như một lời động viên an ủi cho Ngài bước đi trên dặm trường bộ hành của mình. Cuộc sống này thiện ác vẫn đang còn tồn tại hai mặt song song. Cái thiện là cái đích đến của con người chúng ta về chân thiện nhận với tình yêu thương bao la. Cái ác là sự thống trị của những hố đen mang những toan tính của nhân loại. Bởi những con người có những ham muốn chưa thể từ bỏ được tham sân si. Và lòng tham của họ không những là tham về vật chất, mà còn lòng tham về sự thống trị, làm cho thế giới này khổ đau, làm cho bao nhiêu con người phải đổ máu. Vâng, cái ác và cái thiện luôn tồn tại và song hành cùng nhau trong thế giới của chúng ta. Đó là căn nguyên của lòng tham sân si để tạo ra những cuộc xâm lược bóc lột cũng như những cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất và thứ hai. Kẻ mạnh là những kẻ mà tâm hồn của họ không có được sự bình yên lúc trẻ và họ đạt đến đỉnh cao của quyền lực với lòng ham muốn tột đỉnh của chủ nghĩa cá nhân. Kẻ yếu là những người lương thiện sống một cuộc đời không lo toan nghĩ nhiều, kiếm được miếng ăn ngày ba bữa qua ngày mà thôi. Đa phần họ là giai cấp nông dân, công nhân, những tầng lớp thấp cổ bé họng trong xã hội, những con người được ít học hành hơn. Và kẻ ác thống trị trên thế giới này với những cái loại vũ khí hết sức tối tân và hiện đại. Vâng, thiện lương rồi sẽ gặp thiện lương, ác thì tất nhiên sẽ gặp kẻ ác. Kẻ gieo gió ác sẽ gặp bão, người thiện lương chắc chắn sẽ gặp được Đức Phật và ban phán cho tình yêu thương. Con người chúng ta khi nói mình là đã là vô thường vô ngã thì chúng ta sống trên một cuộc đời này khi buông bỏ để trở về thế giới bên kia cũng chẳng mang theo được điều gì cả ngoài một những cái giá trị, những cái tình yêu thương để lại cho trần gian này. Một người sống tốt và tu tâm tại gia thì người đó phải có trách nhiệm với bản thân mình, trách nhiệm với gia đình, với quê hương, với đất nước. Con người đó có ý thức, có tình yêu thương với đồng loại. Con người đó có tình yêu thương
đối với muôn vạn vật xung quanh chúng ta, là cỏ cây hoa lá, là các loại động thực vật xung quanh, là môi trường, vật thiện lương và kẻ ác, luôn là hai mặt tồn tại của một xã hội phát triển loài người từ thấp đến cao. Nó luôn luôn tồn tại song hành cùng với nhau và không bao giờ có thể kết thúc. Đây là một trò chơi mà chúng ta nếu đỡ thế 50-50 thì khó bất thắng bại. Nếu 49-51 thì bên dần thắng lợi sẽ là bên thiện lương. Người thiện lương luôn có số lượng rất đông, đông đảo, nhưng kẻ ác lương thì số lượng ít mà quyền lực lại cao, vị thế lại lớn, chức quyền hết sức là đỉnh điểm. Chúng ta hướng về đạo Phật với những giá trị tốt đẹp và cải lương con người, hướng con người đi vào chính tâm, đi vào tâm đạo để hướng về tình yêu thương. Chúc ngài minh tuệ an lạc và tu thần chính quả. Đã lâu rồi ta mới thôi một người, hình dáng ấy lấp lấn ánh quang rạng ngời, người mang tên con người Việt Nam anh hùng, tên của người Thích Minh Tuệ sáng ngời. Người sinh ra tại xa kỳ văn Hà Tĩnh, đất miền Trung tuyệt vời giữa lòng Việt Nam. Bước chân người trên dặm trường, đi từ Bắc chí Nam, dòng người đi miên man cùng những ánh mắt tưng bừng, trái tim người mang tâm hồn của người Phật tự do. Người đã đưa ánh sáng chân lý cuộc đời gửi vào tâm can của mình, với đức hạnh tài năng đức độ sáng ngời, người miền Trung biết bao anh hùng, người miền Trung chân cứng đá mềm, người Việt Nam vượt non vượt núi ngàn trùng để đi đến, trái tim lạy lừng bao chiến công anh hùng đã khắc sâu của lịch sử, để hôm nay người lại bước đi. Thích Minh Tuệ người là ánh sáng xưa đời nay, người là đức Phật mang đến đây cho chúng sinh nỗi an lành, cho chúng sinh tự soi dọi mình để đổi thay, chiều trái tim ở trong nước cũng như tì trái tim ở bốn phương trời, nhìn về người với ánh sáng của tuyệt vời, với niềm tin sang người. Người là ai? Người là người Việt Nam mang ánh quang của đạo Phật, mang những điều tốt tươi truyền cảm hứng để lan tỏa một cuộc đời ấm no hạnh phúc hòa bình. Thích Minh Tuệ người là trái tim bác ai, người mang đến những hạnh phúc tuyệt vời để cuộc đời không
còn nỗi đau. Trái tim người bảo là sắc màu như nhiệm màu, nhưng nỗi đau năm tháng ngàn năm qua mới chỉ có một mình người là ánh sáng tái sinh giữa đất trời, để Đức Phật được sống lại, để Đức Phật được tỏa hương thơm mần đất nước Việt Nam ta luôn tự hào về người. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy, bước chân trần sẽ sống mãi muôn đời. Dầm trường ngài đi, phong ba bao tố. Dầm trường ngài đi, con rất dài. Đường tâm đáo sẽ đắc đạo, xin chúc ngài đắc đạo đường đi an lành.